Xin chào tất cả các khán giả của Lotte Cinema. Xin chào quý vị khán giả của Lotte Cinema. Gió cuốn anh đi xa đời em, yêu thương cũng theo anh. Quỳnh đang có mặt tại Lotte Cinema Canterview quận 2 để chuẩn bị cho buổi họp báo ra mắt MV của Quỳnh. MV được mang tên là Gió cuốn anh đi. Đầu tiên thì Quỳnh xin gửi lời cảm ơn rất là nhiều đến đơn vị tài trợ chính, đó là Lotte Cinema, đã tài trợ cho Quỳnh tất cả không gian ở đây và bài trí rất là đẹp và ưu ái cho Quỳnh được một cái rạp rất là lớn. Thì Quỳnh xin cảm ơn Lotte Cinema rất nhiều, và tất nhiên là bây giờ Quỳnh đang rất là hồi hộp vì đây là lần đầu tiên Quỳnh tổ chức họp báo, cũng như là lần đầu tiên Quỳnh giống như là Quỳnh chính thức debut, và ca khúc Gió cuốn anh đi cũng là ca khúc chính thức trong nhạc phim Chama vừa ra rạp. Và ngày hôm nay thì Gió cuốn anh đi sẽ ra mắt một phiên bản hoàn toàn khác và với dạng video music, thì Quỳnh mong là tất cả mọi người sẽ đón nhận và ủng hộ cho Quỳnh ca khúc này nhé. Hôm nay thực sự anh rất là vui và cũng mừng cho Quỳnh vì Quỳnh đã ra được một sản phẩm âm nhạc chỉnh chu với quý vị khán giả. Bởi vì khi mà làm MC trong chương trình Người kể chuyện tình và Quỳnh là một ca sĩ tham gia, thì anh nhận thấy được cái khả năng của Quỳnh là một ca sĩ rất là nội lực, có một giọng hát rất ngọt ngào, truyền cảm, và đặc biệt là có một tâm hồn rất là đẹp. Và bạn ấy đam mê sự nghiệp của mình, đam mê ca hát và hóa thân rất là xuất sắc qua nhiều tuần thi. Chính vì thế mà Hoàng Anh hy vọng là sau ca khúc này, sau sự ra mắt kỹ lưỡng chỉnh chu này, thì quý vị khán giả sẽ yêu mến và ủng hộ nhiều hơn nữa cho Duyên Quỳnh. Giống như mọi người đã biết thì nếu mà mình không có cố gắng giữ những gì mình có thì nếu mà mình mất đi nó sẽ rất là đau đớn và khó chịu. Thì khi mà có được cái ý này thì cũng tất cả những người thì Quỳnh ngồi nói chuyện với mình rất là nhiều, và tất cả những anh em trong ekip khi mà ngồi tập lại với nhau rồi cứ con em đi ra ý tưởng. Ra thì ekip đã thực hiện vào tháng 12 năm ngoái, nhưng mà phải đợi ngày lành tháng tốt thì bấm quẻ rất là nhiều, và đến bây giờ thì ca khúc được phát hành chính thức. Và trong thời gian cả ekip quay MV Gió cuốn anh đi thì là thực ra Quỳnh phải cảm ơn rất nhiều đến ekip, vì ekip đã hỗ trợ cho Quỳnh hầu như là tất cả mọi thứ về liên quan tới MV. Và MV được quay 3 ngày tại tất cả các góc độc lạ và hiếm ở Đà Lạt, và trong 3 ngày đó thì ekip gồm khoảng hơn 20 người thì đã coi nhau như là một gia đình và thân nhau cho tới tận bây giờ. Thì đó là điều đáng quý nhất khi mà Quỳnh thực hiện MV này. Thật ra thì khó khăn đối với ca khúc thì không hẳn là khó khăn, nhưng mà mỗi lần tạo một cái bản phối mới thì mình thường nghĩ đến một cái hình ảnh gì đó để mà mình tạo ra một cái bản nhạc nền cho nó có màu sắc và nó có cái hình ảnh, cái tính chất hình ảnh nhiều hơn là chỉ đơn thuần là nghe. Thì tại vì bản thân mình cũng là một nhạc sĩ viết nhạc cho nhạc phim, viết không phải là viết ca khúc cho phim nhưng mà viết nhạc nền, tức là tất cả những nhạc nền trong phim mình cũng đã tham gia rất là nhiều bộ phim. Thì đa số những cái bài hát của Duyên Quỳnh mình cũng đi theo hướng là một cái nhạc như là của một bộ phim. Thật ra đánh giá cao nhất đối với Quỳnh là cái sự nỗ lực của bản thân Quỳnh. Bởi vì thực sự thì Quỳnh có khả năng rất cao, bởi vì cũng học tốt nghiệp nhạc viện, về chuyên môn thì không bàn rồi. Nhưng để mà bước chân vào showbiz thực sự thì cần một cái sự nỗ lực rất là lớn, không phải là chỉ là chuyên môn không. Bên cạnh thì cũng giúp Quỳnh, mình cũng giúp Quỳnh trong những sáng tác là cần điều chỉnh như thế nào để mà không có bị cái tôi, cái cá nhân của mình quá, để mà khán giả dễ chịu hơn. Không mong muốn gì hơn là ngoài việc là chúc Duyên Quỳnh càng ngày càng phát triển hơn nữa trên cái con đường mình đã chọn. Và mọi người ơi, MV Gió cuốn anh đi sẽ được phát hành chính thức trên kênh YouTube của Duyên Quỳnh, đó là Nguyễn Duyên Quỳnh Official, vào 20 giờ tối hôm nay ngày 30 tháng 8. Và xin tất cả mọi người hãy dành 5 phút của mình thôi để xem qua MV và chia sẻ tất cả mọi người để ủng hộ Quỳnh và ekip mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.